Mẹ ơi, chết mẹ rồi, chết chết mẹ sao? Ai biết đâu, con đổ nó chậm dây điện nó cháy rồi kìa. Cái gì ông nội? Không biết nữa. Chết mẹ rồi mẹ ơi, nó cháy. Xin chào tất cả các bạn đến với kênh của Ngự Bình Vlog. Thì hôm nay mình mới nghĩ ra một ý tưởng mình cho mẹ mình ăn. Thì mẹ mình đang nằm ngủ các bạn. Thì đây là chiếc xe đạp điện độ của mẹ mình nha. Thì hôm nay mình cho cái gì thì các bạn thấy cũng tới câu chuyện đó nè. Thì các bạn theo dõi mình coi mình sẽ cho mẹ mình như thế nào nghe. Cái này mình thấy cũng khá là gắt á. Và hôm nay mình thấy cũng có mấy bạn bình luận kêu mình cho bạn, sẵn mình suy nghĩ được ý tưởng này luôn nha. Đó, chiếc xe điện độ của mẹ mình nè. Hôm nay là mình sẽ độ cho mẹ mình nha. Thì các bạn cùng đón xem nó sẽ như thế nào nha. Xe chơi chạy 2 boy luôn mới chắc nha các bạn, 1 boy không chắc nha. Đây là cái ống bô Bluetooth nè, hiệu 5.0 nha. Rồi bây giờ các bạn cùng theo dõi mình coi xem hết video này coi mình sẽ cho mẹ mình như thế nào các bạn. Thì giờ mẹ mình đang ngủ nha các bạn. Mẹ ơi, mẹ. Mẹ ơi. Ui, mới ngủ đâu kêu hoài thằng quý gì. Đổ xe em nè, bữa nay. Đổ què cái chạy đâu được đâu đổ. Đổ, cái này con mới thấy, con mới nghĩ được. Nó ngủ được trời, ngủ kêu hoài biến vậy ta. Mẹ không đổ thôi, con không đổ mà. Đổ vẫn gì mà đổ, có lại tiệm sửa xe được đâu mà đổ. Con nhà con đổ cho mẹ mà. Trời ơi, đổ này là hơi bị tế mày luôn á. Tế gáo luôn á. Mày đổ gì? Cái gì? Đổ cái gì? Đổ tao nghe, đổ tao nghe. Đổ đưa tiền con đổ không? Ôi, đưa tiền không? Thôi, nó về chứ con không. Lúc này tao tiền bạc bán luôn gì đâu tiền. Nó về chứ không lấy tiền mới ai con đổ cho dùm. Lấy ba cái đồ cũ của mày chi đa mày đổ vô. Rồi ok luôn. Vậy thêm bình thêm bo gì? Ở con thêm có thêm bình, không có thêm bình với thêm bo cho mẹ mà. Thêm bình thêm bo nữa phải không? Đúng rồi. Cái mèo đi coi. Thêm bình thêm bo cho nó mạnh nha các bạn. Mạnh đàng hoàng nghe, chứ không phải mà nổ cháy nghe, nổ cháy tao liền vô mặt mày à. Nổ cháy rồi cháy. Rồi đó, mày lên mày ngủ đi, con đổ xong chiều chiều rồi con kêu mẹ. Vậy mày chạy thử, test thử. Ờ. Có gắn bô vô không? Chắc gắn bô đó, con không biết những cái coi gắn bô không. Kêu không, nãy đi chơi, chơi. Câu nào rồi kêu tao ngủ giúp anh. Ờ trời nào con đổ xong con kêu mẹ vậy là mẹ ấy nha. Ừ, cháy là đập cái đầu mày ra. Không có cháy đâu. Rồi, tới công chuyện mẹ mình rồi các bạn ơi. Mẹ mình giờ nãy giờ bả nằm bả ngủ các bạn. Bây giờ mình sẽ vào mình đổ các bạn cùng xem mình đổ gì các bạn. Mình đổ để hơi bị tế tiền á. Đây các bạn cùng theo dõi mình thử nha. Thì chiếc xe này nào mình nãy giờ mình có buộc dây thêm bo vô nè các bạn. Nè. Cái bô này á mình gắn vô chơi thôi chứ mình không gắn nha. Mình thay cộng điện nó làm hỏng cái này nó giống như Bluetooth 4.0 thôi chứ không gắn vô. Thì đây là cục bo nha. Hiện hồi mình sẽ kích cái này chỉ ghê nha các bạn. Đây cục bo mình nói vô mình không có điện nha. Đây cái này mới ghê nè, cái này mới nguy hiểm nè các bạn. Đây. Cái này đổ hơi bị tế không nè. Cái này mình khuyến cáo các bạn và các em nhỏ xem giải trí hay không nên làm hay bắt chước lại theo mình nha các bạn. Đó. Thì cái này mà các bạn biết mình lấy từ đâu ra không? Đó. Mình đang set up hết rồi nha. Cái này là giấy này, cái cổ này đèn cày. Đèn cày hồi nãy mình lấy đèn cày đây nè các bạn. Nè. Hồi nãy mình lấy bếp ga các bạn. Mình lấy đèn cày cho chảy ra rồi mình đổ vô giấy nha. Mình đốt ngay cho cháy nha. Đó. Nãy giờ mình làm cái này cũng khá các bạn, cũng 50 phút rồi đó. Rồi bây giờ chiến thôi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ set up gốc vậy ra nha. Rồi bây giờ mình canh cho mẹ mình ngủ tầm có chừng 1-2 tiếng nữa, cái tầm có chiều khoảng 1-2 tiếng nữa mình lụm thôi các bạn ơi, là mình vô nha. Các bạn xem khoa này tới một chuyện mẹ mình cái khoa này khóc hét luôn. Rồi các bạn cùng theo dõi như thế nào đây. Rồi các bạn ơi, mình đã set up cái góc quay xong các bạn. Thì giờ cũng chiều mẹ mình ngủ cũng được 2-3 tiếng nha. Bây giờ mình bắt đầu chiến thôi các bạn ơi. Bây giờ tiếp tục là mình đây, châm thôi. Pha này tôi thấy khá là căng đét đó các bạn. Pha để đây Phan để đây là cho mình chuẩn bị các bạn, mình sẽ để này xa xa cho để nó mới cháy xe tới công chuyện luôn. Nó cháy từ từ lên nha các bạn. Đó.
rồi. Bây giờ mình cho lớn lớn chút, mình sẽ chạy vô mình kêu mẹ mình nha. Rồi, cắt đây đi. Rồi, đóng tiền, tới đóng chuyện luôn. Đây, cái xe này các bạn. Mẹ ơi, chết mẹ rồi chiếc xe mẹ sao? Ai biết đâu, con đổ nó chậm dây điện nó cháy rồi kìa. Cái gì ông nội? Không biết nữa. Chết mẹ rồi mẹ ơi, nó cháy rồi kìa. Tôi là trời ơi kìa. Đổ bình lửa bò tao. Tôi xe mẹ. Cho tao. Mẹ phun nước miếng vô, phun miếng vô đi. Phun miếng đã tắt à, lẹ đi. Phun nước miếng vô đi. Nhanh đi. Phun miếng đã tắt à. Rồi. Trời ơi trời. Đổ cái bò không đổi. Rồi tới công chuyện mới luôn rồi. Rồi, tới. Rồi, trời ơi, trời. Sao vậy? Sao vậy mẹ? Ê là trời, mẹ muốn nói chuyện chó. Trời ơi trời. Ông nội. Con đổ cái dập điện. Cái gì ông nội? Chết mẹ rồi mẹ ơi, nó cháy rồi kìa. Ôi là trời. Đừng có đổ bình, đổ bô tao. Tôi sao vậy? Mẹ. Mẹ phun cái miếng vô, phun miếng vô đi. Phun miếng đã tắt hả, lẹ đi. Phun miếng vô đi, nhanh đi. Phun miếng đã tắt hả. Rồi. Trời ơi trời. Đổ cái bộ ông nội. Rồi tới ông chị mới không mày. Mình cầm kìa. Rồi tới. Rồi trời là trời. Rồi sao vậy, sao vậy mẹ? Nó là trời. Mẹ muốn nó chị đó. Trời ơi trời. Ông nội mẹ ơi. Mẹ ơi, tới công chuyện không gọi. Rồi trời. Mày làm cái gì mày? Tới tiền luôn rồi. Mày làm gì thế ghê hả? Hả? Ông nội. Ông nội cục bò con rồi, đổ cục bò con sao ông nội? Ai biết đâu. Trời trời. Chập gì cháy rồi á. Mày nổ cục bò của tao sao? Chập. Ông nội ơi. Chập gì cháy rồi. Cục bò này sao? Sao? Con biết đâu. Nói trời. Mày đem thêm tiền đưa mày đi đâu mày đổ hồi nãy hả? À, con đổ hồi nãy với con này là hai cục hả? Rồi xong luôn, xe mẹ cháy luôn, tới công chuyện mày luôn rồi. Rồi nè. Rồi tới công chuyện mày luôn rồi. Trời ơi, con được không? Rồi trời. Trời ơi. Tới tiền mẹ rồi. Còn lên số không biết chạy được không nè. Hả? Ghê quá, tao sợ nổ nữa. Vậy? Con nội ơi. Lên số luôn hả? Gì hả? Con bò đâu hỏi à. Rồi, đâu mày thấy con lên đâu chạy được không? Trong nhà chạy đâu? Đâu mày bắt thử rồi còn thử nó phóng hay sao? Không có mày dặn hứa nó còn chạy được không? Nhìn nó hết chạy sao? Luôn rồi. Dặn con dặn sao? Rồi bắt vừa phá rồi. Rồi, ủa? Xong luôn, rồi. Tới công chuyện luôn. Rồi. Thôi rồi. Tao. Thôi còn không biết. Mùi dịch không ai sửa cho mày sao có chạy nó chạy được. Ai biết hồi nãy tự nhiên con làm gì mà sao tự nhiên nó chặt vô cục bo cái nó cháy xèo xèo cháy hổ 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 chứ. Con làm gì mà nó hỏi cục bo của người ta luôn rồi. Ủa muốn cháy cái yên rồi tới công chuyện thiệt. Trời ơi, tao ra không kịp là chết mẹ xe đâu rồi. Mày làm gì vậy? Mày thường như tao. Con có biết đâu, con đội cho mẹ hết chị. Hết chạy được luôn nè, nè. Nè, hết chạy được luôn nè, nè. Rồi luôn, xong hết luôn. Hết bình luôn rồi. Ủa? Rồi. Nó cháy bo luôn rồi. Hết bình hơn, hết bo luôn rồi. Rồi luôn, xong luôn rồi, tới công chuyện nữa rồi. Thường xe cho tao. Thôi con biết con hết tiền rồi. Thường như tao, tao không biết. Con đội cho mẹ, hồi nãy con kêu con đội cho mẹ con lấy tao tiền. Tao nói là đổ là chạy đàng hoàng chứ không phải mình đổ cái kiểu này. Trời ơi trời. Ôi mẹ, nghe, mẹ nãy mày thấy cái gì cháy dữ hả? Mẹ bo mày chặt cái gì tao không biết luôn. Nó cháy được cục điện bo nè. Rồi xong luôn, nghỉ chơi xe độ luôn. Không nó chạy được nữa nè. Nó cháy rồi mà. Sao thì sáng đi chợ? Sáng mày lấy xe đạp đi chợ. Thôi, không đạp không nổi rồi, đạp không được rồi. Thì sao giờ chạy? Thường cho tao, giờ tới chiều sao mày sửa lại cho tao đó, tao không biết. Con có tiền đâu mà đền cho mẹ. Không có tiền thì giờ mở xe mày ra gắn qua cho xe tao. Xe con cái cục pin nó nằm ECU, mày đâu gắn cái bánh này chạy được đâu. Gắn nào cũng được chứ, miễn chạy được rồi. Làm sao giờ tới chiều rồi tới thì, tao thì bữa nay xe mẹ mình bị cháy luôn các bạn ơi. Mai mốt mẹ mình không chạy xe độ được nữa rồi nha. Xe mẹ mình hư rồi. Cái này còn kêu của tao không nó gắn vô còn kêu không? Ai biết đâu. Đừng nó khóa quanh dây đứt tùm lum hết trơn. Rồi đứt luôn hả? Rồi chứ nữa, đứt luôn. Để tao chạy lại chợ nữa tao quay đó. Rồi đứt luôn rồi. Còn khỉ gì nữa. Tao lại chợ tao quay làm cho mấy bà kia coi đó. Mày làm mày câu nó nổ mẹ hay xì khói mẹ luôn á. Bữa hôm tao làm sao bây giờ làm gì đâu. Phá hại không à. Bực cười nghe. Rồi mày sửa cho tao thôi.
con biết sửa đâu, con đổ đổ nó cháy rồi sao con biết đường sửa. Sao mày hứa ngày mà ăn mày phá hại không trời? Con biết đâu. Cái tao ăn phá hại không à. Thôi vậy con đợi mẹ 5.000 đi, được không? 500.000 con thổi ơi, vô cứng thịnh nó sửa mà để hết dịch tao vô chống nó sửa. Tao an toàn không kêu mày sửa nó. Con ở đâu có 500.000, con còn có 2.000 nè. Lãnh tiền YouTube đâu? YouTube được có 20.000 à. Sao, giếm người ta giếm bộ. Trời. Không biết sao mày thường lại cho tao 500.000. Rồi con biết đâu. Thường là tới tao qua ngày sau không chịu ạ. Như qua ngày sau cấp đó. Ê, mẹ thấy vợ con bự mẹ có phá xe con không? Không biết nữa, cái đó là chưa chắc. Bực là khóa. Bực là lấy phát luôn cũng được đó. Lấy bình này xịt luôn. Đi ở nhà là phát luôn. Mẹ quên nữa. Hồi nãy mẹ sao mẹ làm gì phun miếng vô dữ vậy? Mẹ nói phun vô tắt tao quýnh quát tao sợ cháy phun vô cũng hơi nó cũng hơi phà ra. Ở cũng muốn sắp tắt rồi đó. Tắt nào coi lại hay con tắt đầu. Nó cũng sắp rồi, tao mới thấy cái thùng nước là tao chơi tắt vô cái tới công chuyện liền. Luôn thiệt chứ. Đây nè, thường cái này cho tao nè, bố hổng tao làm cực khổ lắm nè. Rồi cái này nó sức ra luôn nè, rồi. Này sao nè. Rồi nè cái bố mẹ mới coi rồi sức ra luôn rồi nè. Ê mày. Mày chơi mày gắn cái bo kỵ mày gắn này vô đâu chạy đâu năng lượng hay gì vậy? Này chạy bằng năng lượng thì không chập lên cục này rồi cột gầm lên em ấy. Tới nước ướt nhẹp luôn, tới không chuyện nữa. Này nè, cái bo này mày giả bộ mày giờ gắn gì mày? Mày nói tao không biết gắn gì mày. Vậy? Gắn cái gì không có đâu ăn đâu chứ. Ướt nhẹp đúng rồi. Không phải này là chạy vô đâu, nó vô tới đường nào? Nó đi vô đường bằng đường Bluetooth 5.0 á. Trời đất ơi. Ở đây có ăn điện chỗ nào đâu vô biết mày biết tao không biết xe cũng biết chút rồi. Mà mày chơi mày thuốc không mày? Nơi cục này. Cái dây này nè, mày nói dây này lại cho sao mày nói này ra luôn rồi. Rớt ra luôn rồi, nó hư hồi nãy cháy rớt ra luôn rồi. Mày làm cái này lại cho tao là cái bữa tao quay nè. Rồi luôn lăn lóc luôn tới luôn. Cái này nè, mời là 1 triệu đó, trong vòng đây tới chiều thì tới tối 500.000 mời 1 triệu đó, muốn tính nào thích. Còn còn 5.000 sao giờ đây? Không có biết, rút tiền trong thẻ ra làm gì làm tất biết. Có tiền rồi. Rồi. Không biết. Cục bo này mát mà Bluetooth 4.0 luôn. Đó mày lấy cục bo này nè. Gắn luôn này nè, ghép ra cho tao là hai cục bo chạy cho mạnh cho tao. Gắn hai cục bo chạy cho mạnh luôn hả? Ừ. Trời là trời. Thêm 2 bình nữa. Mẹ mình gắn kêu gắn hai cục bo chạy vô mạnh luôn các bạn. Gắn hai cục bo mà không chạy được không các bạn? Hai cục bo nhỏ các bạn. Để không cái thử mẹ chạy được không nha. Thêm 2 cái bình nữa lên đây, chồng lên đây. Không, mà quan trọng giờ cái xe nó hết chạy rồi nè. Mà tới gì chạy được nè. Trời tao đâu có sợ, mấy tao lấy 500 vô tính định nó sửa tao đâu sợ mẹ. Trời trời. Ê, cái này bữa hôm mà chả té đâu mà bánh này của tao nữa nè. Cái này là té cà xuống lộ nè. Không cài quên coi nè. Đâu, này banh sẵn rồi. Hư hẳn rồi à. Mày với mày á, không ai mày khóa quậy với mày. Cái này nó hư hẳn rồi, nó con không làm hư đâu. Mày với mày chứ. Cái rồi. Xe tao đã nó cùi lần, cùi bắp rồi mày còn làm cho cùi thêm nữa. Rồi. Hết biết luôn. Bữa nay là tới 7 giờ tối nay, tao giao thời hạn 7 giờ tối nay 500.000 qua 7 giờ sáng mai 1 triệu ạ. Làm sao đó làm. Rồi, đưa xong tiền luôn. Ra cho tao. Tới một chuyện các bạn ơi. Mẹ mình bắt đền đúng không bạn ơi. Rồi không biết sao giờ. Thì gì vậy? Mày mà mày đâu nhà tao bán đó. Bán ủi xe con hả? Ờ. Bán nhiêu tiền? Trời trời. Mẹ mẹ mình đòi mình đi đâu rồi mẹ mình lén ở nhà lấy xe bán luôn các bạn. Lấy xe này của mình bán luôn nè. Rồi nếu ở nhà. Ở nhà mà bán 5 triệu rồi mình tới luôn á. Thì mẹ mình cho anh pha này khá là thành công nha các bạn. Thì mẹ mình kêu mình đền 500.000 nha. Đền 500.000 mấy tiền đâu đền nè. Mình xin được kết thúc video đây các bạn ơi. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và like và chia sẻ video để ủng hộ mình. Các bạn nào có các bạn nào có ý tưởng cho mẹ mình tiếp thì cứ bình luận ở dưới nha. Mình sẽ thực hiện cho các bạn thôi. Nhanh gọn lẹ lắm. Thôi bây giờ mình các bạn biết giờ không chạy không? Hồi nãy mình rút vô bình ra nè. Mình rút ra nè, để nó đâu chạy đâu. Thì cái xe này bình thường không có hư gì hết nha. Đó, bình thường hết. Rồi các bạn ơi, thì nãy giờ mẹ mình vô võng, mẹ mình ngồi bụng hiu nha các bạn, để mình quay mẹ cho bạn coi như thế nào nha. Mình sẽ tới luôn rồi, để mình hỏi mẹ mình nha. Mình làm gì bụng hiu mẹ? Không, bộ cái xe nó chạy đi chở hàng ngày làm hư rồi lấy đầu chạy. Tiệm ai đâu sửa, mày thương mày ghét cái mày làm lực mày khóa hoài, ăn rồi khóa. Rồi xong luôn rồi. Dương cơm nhiều nước cho mẹ mày khóa tối ngày. Rồi sao giờ cái xe nó đã hư rồi sao giờ? Sao vậy sao, làm sao tới chiều sửa cho tao được rồi, tao không biết. Lớn con không giữ. Cái xe là cái giò đi của tao đó. Cái giờ đi chợ đi mua bánh đen hả? Mua đồ ăn đi này kia cả nhà gạo nóc rồi đó. Rồi ai biết đâu hồi nãy mày kêu con độ con không biết con độ cái gì nữa. Kêu độ chứ chạy mạnh chứ đâu phải kêu độ mà khóa bánh trời ơi. Không khóa đâu ai biết nó chập vô tự nhiên nó ra cục lửa gì nó cháy gì xì thối luôn. Cũng biết sửa thôi khơi như vô tính thịnh hoài cũng không biết chứ đâu mà làm tầm bậy tầm ba vậy. Rồi xong mày ngu dữ cho mày ăn cả ngày còn ngu không trời. Rồi sao giờ trời. Sao?
tao rồi, sao chăng gì gắn sửa đâu tới chịu, mới dẫn vô tính thịnh sửa cho tao, mới tao lấy 500 ngàn hay 1 triệu đó. Thôi vậy tới chiều cô sửa giùm mẹ. Sao tao 7 giờ tối sửa, sáng tao mới đi. Trời sáng tao đi rồi, bây giờ sáng đi chợ hả? Sáng 7 giờ mấy tao mới đi. Rồi luôn xong luôn. Lớp buồn ngủ rồi, lớp gặp mày nữa trời. Tối ngày không có tiền gặp mày nữa. Mày phá nữa. Con không phá đâu, con sửa con độ mẹ chạy tới luôn mà. Tạm biệt tất cả các bạn nha. Để ngồi mình làm cho mẹ mình nha các bạn.